Thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ An ạ. Kính thưa sư, trong giáo pháp Phật, con có những điều chưa rõ, mong sư từ bi gì giải thích cho con được hiểu ạ. Cõi Phật A-di-đà là có thật không? Chúng sanh cầu nguyện vãng sanh, nếu được về cõi ấy, thì sẽ không còn luân hồi nữa phải không ạ? Vậy chúng sanh cõi đó phải có phải tu nữa để chứng thánh hay thành Phật không ạ? Cõi Phật A Di Đà, Dạ vâng ạ. cõi Phật A Di Đà thì trong đạo Phật thì có hai cái hệ thống, gọi là hệ thống Phật giáo nguyên thủy, rằng nguyên những cái lời dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật thì dạy rằng trong thế giới này có 31 cõi, trong đó có bốn cõi khổ, rồi là cõi dục giới, thì có 5 cái cõi lành và 4 cõi khổ đấy, bằng 11 cõi, 20 cõi còn lại là các cõi phạm thiên, tổng cộng là 31 cõi. Thì có những cõi khổ, có những cái cõi sướng, như là cái cõi thiên giới, tuổi thọ dài lâu, ít khổ đau hơn, càng các cõi trên cao ít khổ đau hơn. Và trong kinh Nguyên Thủy thì không có một bài kinh nào nói về cõi Tây Phương Cực Lạc, không có bài kinh nào nói là có Đức Phật Di Đà hết. Thì có những tư tưởng phát triển lên về sau, những kinh Đại Thừa phát triển lên về sau thì mới có kinh Di Đà, rồi mới có nói đến Đức Phật Di Đà, mới có nói đến Tây Phương Cực Lạc, có cái pháp môn tịnh độ để cầu nguyện vãng sinh. Thì nhưng mình có thể căn cứ vào cái giáo pháp của Đức Phật, nói rằng có sinh thì sẽ phải có tử, có sinh thì phải có già, có bệnh, có chết. Vậy thì không có, đã có sinh là có khổ đau, không thể có cái chuyện mà có sinh mà hết khổ đau được. Vậy thì cõi nào cũng thế, còn sinh thì sẽ còn tử, vậy thì còn vô thường, còn khổ, còn vô ngã, còn khổ đau hết. Chỉ khi nào mà chấm dứt tái sinh, chỉ khi nào một cái người hết vô minh, hết tham ái, hết chấp thủ, không còn những cái cấu uế phiền não nữa, thì lúc đấy mới hết khổ đau. Chứ còn vậy thì cái pháp môn nào tu tập ấy, mà đi đến đoạn trừ phiền não, đi đến giác ngộ bốn sự thật, đó là giác ngộ ra được cái thân này là khổ, cái nhân sinh là khổ, đoạn trừ được cái nhân sinh là khổ, cái pháp môn tu tập nào đưa đến đoạn trừ vô minh tham ái chấp thủ thì mới hết khổ đau. Còn còn vô minh tham ái chết khổ đau, kể cả các vị chư thiên phạm thiên cũng vậy, nếu còn vô minh tham ái thì còn khổ đau, hết vô minh tham ái thì hết khổ đau. Cõi nào cũng thế, sinh về cõi nào cũng vậy, ở cõi người cũng thế, hay các cõi khác cũng thế, cứ còn vô minh, còn tham ái thì còn khổ đau, hết vô minh, hết tham ái thì mới hết khổ đau. Vậy cần phải tu tập cho hết vô minh và hết tham ái, hết chấp thủ này. Thì ở cõi người cũng có thể tu tập cho hết vô minh, tham ái, chấp thủ được, hoặc là một cái cõi thiên giới nào đấy cũng có thể tu tập cho hết vô minh, tham ái, chấp thủ. Thì cứ khi nào mình thấy mình đoạn trừ được những cái tham ái chấp thủ đấy thì mới hết khổ đau, còn tham ái chấp thủ thì còn khổ đau, thì cõi nào cũng thế. Thế nên là cần phải căn cứ vào cái pháp đấy để mà tu tập, để mà hướng đến cái đoạn trừ những cái phiền não, cái ngày nào còn phiền não còn khổ, hết phiền não hết khổ. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Tuệ An ạ. Các vị tổ sư, thiền sư hay nói, tu không cầu về cực lạc, tu để sinh tử tự tại, tùy ý thiện lại cõi đời mà độ sanh. Vậy có phải cõi giới tu chứng của các ngài là đồng như chư Phật, niết bàn tịch diệt, thoát khỏi tam giới, nhưng khi muốn hóa độ chúng sanh thì vẫn có thể quay lại, thị hiện độ sanh? Con hiểu như vậy có gì sai không ạ? Và các vị ấy là đồng như chư Phật có phải vậy không ạ? Hiểu như vậy là tà kiến, hiểu như vậy là hiểu một cách phi pháp, hiểu như vậy là không có hiểu gì mới hiểu như thế. Một vị đã chứng Phật, khi mà thành Phật thì vị ấy sẽ hoằng pháp, sẽ giảng pháp và sẽ hóa độ, tế độ được rất nhiều chúng sinh giác ngộ và cũng chấm dứt khổ đau như mình. Thế là chỉ có cái năng lực của một vị Phật chánh đẳng giác, thì vị ấy phải trải qua bốn a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp thực hành Bồ Tát đạo. Trong cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo ấy thì vị ấy đi luân hồi tái sinh, cũng tùy theo nghiệp của mình, chứ không phải là vị ấy tự tại tái sinh, thích sinh về đâu thì sinh, hoặc là vị ấy có cái năng lực có thể là thị hiện để mà độ chúng sinh được. Chỉ có một bậc có giác ngộ là như đệ tử của Đức Phật, như Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, có giác ngộ được chân lý thì mới dẫn dắt được người khác giác ngộ chân lý.
mà một cái bậc thánh đã giác ngộ chân lý chỉ đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau chứ không có ở trong sinh tử lâu dài nữa. Thì vậy nên là một cái người là một cái tư tưởng nào đó mà nói rằng là còn ở trong sinh tử rồi là hay là có thể tự tại, thích ra độ sinh thì độ mà không thích thì không, thì cái tư tưởng đấy không có, không 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 phải là tư tưởng của Đức Phật, không phải tư tưởng của đạo Phật. Phật không có chuyện đó. Đức Phật thì nỗ lực tu Bồ Tát đạo, thực hành các ba la mật cho viên mãn, đến khi thành Phật thì lúc đấy mới là cái sự độ sinh, đi đến giải thoát khổ đau. Còn trong cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo ấy, một cái vị mà nghĩ rằng mình thực hành Bồ Tát đạo thì một vị Bồ Tát chưa giác ngộ chân lý tứ thánh đế, vị ấy không thể dẫn dắt người khác đến giác ngộ chân lý tứ thánh đế được. Một vị Bồ Tát chưa chứng niết bàn, chưa chấm dứt sinh tử, vị ấy không thể độ người khác đi đến niết bàn chấm dứt sinh tử được. Vị Bồ Tát chỉ có thể giúp một cái người qua cơn hoạn nạn tạm thời, như là giúp một cái người từ bỏ việc ác làm việc lành để sinh lại làm người hoặc sinh thiên giới, thì cái điều đó thì vị Bồ Tát làm được, vì Bồ Tát hướng thiện thì dạy người khác hướng thiện thì làm được. Còn Bồ Tát chưa chứng niết bàn nên không độ được người chứng niết bàn, mà chỉ có Đức Phật và những vị đã giác ngộ giáo pháp của Đức Phật, tức là Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, những người đã giác ngộ, đã chứng ngộ niết bàn thì mới có thể độ được người khác đi đến chứng ngộ niết bàn như mình. Thì cái mục đích độ sinh là độ sinh cái gì, đây mới là cái vấn đề. Là độ sinh là giúp cho cái người đấy qua cái nỗi khổ tạm thời, thì một cái vị tổ sư hay vị Bồ Tát có thể làm được. Còn giúp cho một cái người khác chấm dứt khổ đau tuyệt đối đi đến niết bàn thì chỉ có Đức Phật và những đệ tử của Đức Phật, những bậc đã giác ngộ các sự thật mới làm được. Điều này là nó khác nhau hoàn toàn. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ An ạ. Ngoài pháp môn tư thiền tứ niệm xứ để chứng thánh quả thì các phương pháp thiền khác như tu theo pháp môn thiền tông, thiền do các vị tổ dạy thì vẫn có thể đắc thiền, đắc thánh quả và thành đạo Phật đạo phải không ạ? Mong sư chỉ dẫn cho con hiểu hơn. Kính tri ân sư ạ. Cái pháp, tất cả các cái pháp thiền, thiền thì đều có nằm ở trong cái sự gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Những cái pháp thiền nào mà đưa đến đoạn trừ được tham sân si thì đó mới có thể đi đến cái sự giác ngộ, hay là mới có thể đi đến giải thoát khổ đau được. Còn nếu như một cái pháp thiền nào đấy mà không đoạn trừ được tham sân si, hay là không có thể đi đến giác ngộ tứ thánh đế này thì không chấm dứt khổ đau được. Nên là như thời Đức Phật thì dạy những cái pháp thiền thì có hai thể loại, đó là thiền chỉ, tức là một cái pháp thiền định. Pháp thiền định thì sẽ được gọi làm cho tâm được thanh tịnh, chế ngự được những phiền não. Và một cái pháp là thiền tuệ, thiền quán, là để đoạn trừ được phiền não và chứng đắc các thánh quả. Thì tất cả những cái pháp như thế thì dù về sau có thể phát triển những cái pháp thiền gì thì những cái pháp đấy thì sư không nghiên cứu, sư không thực hành, sư không hiểu, là những cái pháp đấy đi đến, có đi đến cái sự đoạn trừ những cái phiền não, có thể giác ngộ ra được các cái chân lý, các cái sự thật hay không. Thì cứ cái, nếu như mà cái người nào tu tập thì căn cứ vào đấy có thể một cái pháp nào đấy mà có thể đi đến làm cho cái tâm của mình được trở nên thanh tịnh, không có cấu uế, không có ô nhiễm, và làm cho cái chi kiến, cái trí tuệ có thể thấy ra được các cái sự thật, thấy được sự thật về khổ, về nhân sinh ra khổ, đoạn trừ được vô minh tham ái chấp thủ này, thấy được niết bàn tịch diệt này. Thì những cái pháp thiền đấy mới đúng cái pháp của Phật. Còn những cái pháp gì mà chỉ tăng trưởng vô minh, tăng trưởng tham ái, tăng trưởng chấp thủ, tăng trưởng phiền não thì cái pháp đấy lại là tà pháp. Còn những cái pháp nào mà diệt trừ được phiền não thì nó là chánh pháp. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Duy Thanh Vũ. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, trơn tâm có gọi là tự ngã được không ạ? Con xin tri ân sư.
chân tâm tự ngã thì thực ra không có cái từ nào gọi là chân tâm. Nếu mà trong trong kinh Nguyên Thủy thì không có cái từ chân tâm, hay là một cái người hiểu chân tâm là cái gì. Chân tâm là cái gì mà cái gì gọi là chân tâm? Cái tâm ấy thì nó luôn luôn có cái đi kèm với các cái tâm sở. Ví dụ như một tâm tham thì nó sẽ đi với những cái xúc, cái những cái thọ, hay là những cái tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, hay là si vô tàm vô quý phóng dật tham tà kiến, hay là tâm sân thì nó cũng thế, nó đi kèm với các tâm sở của nó. Tâm si cũng vậy. Thế là một cái người để mà mình quán thấy được cái tâm, thấy được những cái tâm sở ấy, thấy được các cái tiến trình tâm ấy, thấy được các cái nhân sinh ra các cái tâm đấy, thì mình sẽ thấy được cái tâm là nó luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, chứ không có một cái giây phút nào nó ngừng nghỉ hết. Vậy thì mới thấy ra được cái tâm nó luôn luôn vô thường. Cho nên là trong mấy pháp mấy quán là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì mình thấy là cái tâm nó có cái tánh vô thường rất là rõ ràng. Thì một cái người nào quán được tâm là thấy ra được cái tính vô thường sinh diệt của cái tâm, thì cái người đấy mới thấy được tâm là vô ngã. Tâm này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì đấy được gọi là cái trí tuệ, thấy được các cái sự thật của tâm, hay là còn thấy được vô ngã, cũng là người ta thấy ra được sự thật. Thấy ra được cái sự thật đó thì dứt đi được cái vô minh, cái tà kiến, cái chấp thủ về cái thân năm uẩn ấy, và đi đến cái sự giác ngộ. Còn nếu mình chỉ hiểu một cách rất là nông cạn là chân tâm là vô ngã, thì cái câu đấy nó lại vô nghĩa quá. Chân tâm là vô ngã thì nó có ý nghĩa gì, nó có lợi ích gì, nó có mục đích gì? Thì người tuệ chi tâm, tuệ chi sự tập khởi, tuệ chi sự đoạn diệt, tuệ chi cái con đường đưa đến đoạn diệt của tâm thì nó mới có ý nghĩa. Còn chỉ hiểu như vậy thì nó chưa rõ, chưa đầy đủ. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Metta. Con kính bạch sư, con biết giới luật Đức Phật cấm các vị tỳ kheo cầm giữ tiền. Ở Việt Nam như ở Phước Sơn rất đông chư tăng ni khoảng 400 vị, và con được biết hàng tháng quý sư tự trả tiền điện nước hay bệnh tự chi trả tiền thuốc men khám chữa bệnh. Mỗi sáng sau thời thiền, con có tác ý cúng dường tứ vật dụng đến chư đại đức tăng ly bằng cách bỏ chút tiền vô con heo, và có thiện pháp nào con khui con heo ra lấy tiền đó cúng dường. Thi thoảng con có xuống Phước Sơn đặt bát cúng dường chư tăng ly, có khi cúng vật thực nhưng đôi khi có món bị trùng nhiều hoặc món quý sư không dùng được. Con đặt bát cúng dường chút tịnh tài với tác ý quý sư có thể dùng mua thuốc men hoặc trả tiền nước. Như vậy con có phạm điều giới là làm chư tăng phạm giới không ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con cách cúng dường đạt lợi ích ạ. Con xin tri ân sư. Cái người cúng dường thì không có phạm, còn các vị sư thì tùy từng người, mỗi người có những cái hạnh tu, có những cái pháp tu khác nhau. Có người thì tu cái hạnh giữ tiền, tu hạnh giữ giới không giữ tiền, nhưng mà thời bây giờ có nhiều vị thì bỏ qua cái tu đấy, giữ tiền để cũng nhằm cái mục đích đó là cái phương tiện để sử dụng vào bốn cái vật dụng phục vụ cho cái việc tu, nó phù hợp với thời đại, thời thế. Cái đấy thì nó còn tùy từng người. Nếu như cái vị nào mà không giữ tiền thì khi mình cúng dường đến thì vị đó sẽ không nhận. Vị đó sẽ nói rằng hãy cái việc đó thì hãy gặp cái người hộ tăng. Tức là vị đó không có giữ trực tiếp ở trong người, nhưng mà có người hộ tăng giữ cho vị đấy dưới hình thức là bốn món vật dụng. Vậy thì cái người mình cúng dường thì cái người vị nào mà giữ trực tiếp thì cái vị đó mình cúng trực tiếp, hoặc là mình cúng bằng những cái vật dụng cũng được. Một cái vị đó không giữ những cái vật dụng đó trong người thì giữ thì mình cúng bằng những cái vật dụng như thức ăn, y áo, thuốc men, các cái thứ khác. Thì cái người cúng dường thì không có phạm giới,
về cái giới đoạn mình sẽ biết vị nào không giữ vị đó sẽ từ chối, còn vị nào mà có giữ thì vị đó sẽ thọ nhận. Cái việc vị người giữ đó có thanh tịnh hay không thì cũng còn do cái tâm của cái người đó. Người đó có tu tập đi đến thanh tịnh thì là thanh tịnh. Cái người đấy mà không tu tập mà hưởng thụ các dục lạc thì vị đó ô nhiễm, thì vị đó không thanh tịnh thôi. Nếu như cái vị đó là một cái người có thanh tịnh thì cái việc cúng dường của mình nó mang lại cái công đức lớn. Cái vị đó mà không thanh tịnh thì cái việc cúng dường của mình nó sẽ có cái công đức nhỏ. Còn cái việc cúng dường của mình nó vẫn có phước chứ không phải là không có phước. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Định ạ. Con thưa sư, trong buổi pháp thoại mới đây, sư giảng về giới vị tỳ kheo. Nếu chạm vào đồ dùng của người lữ thì phạm giới. Nhưng như con đọc được về giới luật tỳ kheo, thì chỉ trường hợp vị tỳ kheo với tâm nhiễm tham ái, thúc đẩy bởi tham ái, chạm vào đồ dùng của người lữ mới phạm giới. Như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đúng, phải có tham ái nhé. Tức là mình có đụng chạm vào. Khi có cái tâm ô nhiễm khởi lên, mình có cái ý muốn, rồi mình cố tình đụng chạm vào thì mới phạm giới. Còn cái sự vô tình thì nó không phạm. Hoặc là mình không có chủ động đụng chạm vào, nhưng mà do cái người nữ người ta vô tình hay cố ý người ta đụng chạm vào mình. Nhưng mà lúc đấy mình khởi lên cái tâm ô nhiễm thì mình sẽ phạm. Còn nếu mình không khởi lên tâm ô nhiễm thì nó không phạm. Vì vậy nên là mặc dù thế nhưng vẫn luôn luôn phải có cái sự tránh, là giữa một cái người nữ hay là một cái người nam đưa một cái vật dụng gì, như là ví dụ người nữ mà muốn đưa cho một cái vị tỳ kheo một cái vật dụng gì, tốt nhất là mình không nên đưa trực tiếp tay trao tay và đặt lên một cái gì đó để cho cái vị tỳ kheo đó lấy, hay vị tỳ kheo cũng vậy, đưa người nữ thì mà mình đặt lên một cái gì đó rồi người đó lấy thì nó sẽ tránh né được, tránh xa được cái sự xúc chạm đấy. Không may vô tình hay cố ý có một cái sự xúc chạm. Nhưng đồng thời những cái lúc đấy, bởi vì những cái tâm tham ái nó rất là nhạy cảm, nó có thể khởi lên. Và khi nó khởi lên như vậy thì mình sẽ bị ô nhiễm giới. Còn nếu mình có cái luôn luôn có cái sự đề phòng, có cái sự tránh né, có cái sự hộ trì, có cái sự thu thúc, có cái khoảng cách càng xa càng tốt, thì cái điều ô nhiễm đó nó ít có cơ hội khởi lên và sẽ giữ được cái giới thanh tịnh hơn. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi. Thiên nhãn trí mà trong các bài pháp sư hay nói là và thiên nhãn thông là một hay là khác nhau ạ? Và khác nhau ở đâu ạ? Thiên nhãn trí với thiên nhãn thông là một. Vì thiên nhãn trí thì khi mình gọi là trí cũng được mà gọi là thông cũng được. Trí ở đây là một cái trí tuệ thủ thắng, gọi là thiên nhãn trí, bởi vì đây là một cái mà mình gọi là cũng ở trong gọi là tam minh ấy. Tam minh thì gọi là thiên nhãn trí đó. Thiên nhãn là mình có thể thấy được cái sự sinh tử của các chúng sinh. Ví dụ mình thấy được một vị chư thiên ở cõi thiên giới, nhưng đồng thời cũng thấy được cái nghiệp gì đã tạo mà vị đó được sinh lên thiên giới. Tức là mình thấy được chư thiên, thấy được cái nghiệp quá khứ của vị chư thiên đó. Nên là mình thấy một chúng sinh dưới địa ngục, mình sẽ thấy luôn được cái nghiệp mà cái chúng sinh đó đã tạo, cái lúc mà ở cái trước khi xuống địa ngục đó đã tạo cái nghiệp gì mà phải xuống địa ngục. Cho nên gọi là sinh tử chi. Do mình thấy các cái sự thật như vậy, thấy được cái nhân quả, thấy được nghiệp và quả của nghiệp như vậy, cho nên được gọi là trí. Nhưng mà cái đấy cũng được gọi là thông. Thông bởi vì đấy là một cái năng lực thần thông do cái sự do cái tâm thực hành thiền định nhờ thâm sâu của một cái người mà có những cái năng lực thần thông, như cái người đấy thực hành thiền định tứ thiền bát định và phát triển được thiên nhãn thông, thì cái vị đấy khởi nên cái tuệ, khởi nên cái ý muốn thấy những cái cõi sống khác nhau đấy, thì vị đó cần phải nhập vào cái tầng thiền căn bản, sau đó vị đó xuất thiền, vị đó mới thực hành vào cái tầng thiền căn bản của cái thiên nhãn thông đó, vào các ca sĩ nái ánh sáng, rồi vị đó mới mở rộng ra, vị đó quán. Thì do những cái bước thao tác của cái việc thực thi triển một cái pháp thần thông,
như vậy, cho nên là cũng được gọi là thiên nhãn thông. Nên là cái đấy thì gọi là thiên nhãn trí cũng được mà gọi là thiên nhãn thông cũng được, thì cái hai cái này cũng giống như nhau. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Tam minh và lục thông và tứ tuệ phân tích là gì ạ? Tam minh là túc mạng minh, thấy được những đời sống quá khứ. Là thiên nhãn là thấy được những cái sự sinh tử của chúng sinh như vừa nói đó. Và nậu tận minh, nậu tận minh là cái tuệ phản kháng để vị đó biết được vị đó sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, tức là những bậc A-la-hán với Đức Phật ấy, mới có nậu tận minh đó. Và việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí giải thoát, đã diệt tận khổ đau, tức là một cái vị đấy đã chứng A-la-hán và biết rõ mình chứng A-la-hán, có cái tuệ phản kháng nó khởi lên đấy. Thầy đấy được gọi là tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và nậu tận minh. Còn lục thông thì cũng ba cái minh này cộng thêm ba cái thông khác nữa, đó là túc mạng thông, thiên nhãn thông, nậu tận thông, tha tâm thông, là ba cái đấy cộng với một cái nữa đó là thấy được cái suy nghĩ của người khác, là tha tâm thông. Và thiên nhĩ thông, tức là nghe được những âm thanh ở gần ở xa của muôn loài chúng sinh. Và một cái thứ, cái đấy được là thứ năm rồi nha, đến cái thứ sáu cuối cùng là thần túc thông, là có thể biến hình biến tướng, đi trên tường trên vách, như đi trên đất liền, đội thổi trồi lên, đi trên hư không, hay là biến hóa ra các cái hình tướng khác nhau, gọi là biến hóa thông hay thần túc thông. Thì đấy được gọi là lục thông. Thì tam minh với lục thông thì trong đó nó có tam ba cái thần thông, lại cộng thêm ba cái thần thông nữa thì thành là lục thông. Còn tứ tuệ phân tích thì khác, cái tứ tuệ phân tích này đấy được gọi là những cái trí tuệ của một cái vị mà có cái tuệ phân tích này, như là hay là còn gọi là tứ vô ngại giải ấy. Từ vô ngại giải nên vị đó có thể hiểu được các cái ngôn ngữ dễ dàng. Pháp vô ngại giải tức là cái vị đó giác ngộ ra được các cái giáo pháp rồi, cho nên là vị đó có thể giảng giải được cái giáo pháp đó dễ dàng. Từ vô ngại giải, pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, tức là vị đó hiểu cái pháp mà cũng hiểu được ý nghĩa thâm sâu. Vị đó có thể thuyết giảng cái pháp đấy một cách vắn tắt hoặc là mở rộng giảng giải một cách chi tiết được. Và biện tài vô ngại giải, tức là bốn cái, tức là cái người mà có cái tuệ phân tích. Tức là một người thời xưa các bậc đại đệ tử của Đức Phật đều có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, được gọi là những cái bậc rất là thù thắng và thù thắng nhất. Thì những cái bậc mà có tứ tuệ phân tích ấy thì các vị ấy có thể thuyết giảng Phật pháp mà không có giới hạn, tức là nói bao nhiêu cũng được, nói suốt cả ngày không bao giờ hết lý, không bao giờ hết ý nghĩa. Có thể thuyết pháp từ ngày này sang ngày khác, từ giờ này sang giờ khác, không bao giờ cạn được từ ngữ, không bao giờ cạn được giáo pháp, không bao giờ cạn được nghĩa lý, và có thể biện tài biện bác như chia chẻ sợi tóc, tức là cái vị đấy có thể biện luận lý luận cao thấp khác nhau, các cái pháp thù thắng khác nhau được. Thì đấy được gọi là tứ vô ngại giải, hay là gọi là tứ tuệ phân tích. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Một vị muốn biết các bí ẩn vẫn chưa có lời giải trên thế giới như cách xây dựng kim tự tháp, 95% còn lại của đại dương sâu thẳm, vân vân thì sẽ dùng năng lực thần thông nào trong lục thông ạ? Nếu quán để mà thấy được những cái chuyện đó thì rất là bình thường ở trên cuộc đời. Một cái vị đó quán dùng thiên nhãn là một cái phổ thông nhất. Một vị đấy có thể dùng thiên nhãn để quán được những cái cảnh đó, hoặc là dùng túc mạng thông. Nếu như là một cái vị đó sinh vào ở một cái thời đại về nào mà cái vị đó sinh vào mà có những cái nền văn hóa mà nó còn tồn tại đến ngày nay, vị đó có thể quán về những cái kiếp trước của mình, xem là ở cái thời mà người ta làm những cái công việc đấy mà mình có sinh ra ở trên đời không, và mình có biết những cái kiến thức, những cái văn hóa đấy không. Một là vị đó sẽ nhớ lại bằng túc mạng trí, hoặc là vị đó sẽ quán bằng thiên nhãn trí, thiên nhãn
để thấy được hướng về được cái quá khứ mà cái nguyên nhân gì mà người ta đã làm ra những cái công trình đó. Thì đối với những cái bậc mà có cái năng lực thần thông cao, ví dụ những cái điều đó mà thời xưa có Đức Phật hay là các vị A-la-hán có tam minh lục thông tứ tuệ phân tích ở trên đời, thì sẽ giải lý giải giải đáp được tất cả những cái điều đó. Nhưng mà những cái điều đó là vô nghĩa. Dù có biết một cái vị giác ngộ cũng chẳng nói ra những cái lời vô nghĩa làm gì. Những cái điều mà không đem lại lợi ích thực tế thiết thực, như là không đem đến cái sự nhàm chán yếm ni ni tham, không đem đến cái sự đoạn trừ phiền não chấm dứt khổ đau, thì những cái bậc giác ngộ không bao giờ nói. Thì chỉ nói ra những cái gì nó có lợi ích, nó có mục đích, đó là đi đến chấm dứt khổ đau thôi. Còn những cái gì mà không đi đến chấm dứt khổ đau thì dù có thấy cũng không nói. Đấy là như Đức Phật nói, ta biết thì như lá trong rừng, mà ta những điều nói ra chỉ như lá trên bàn tay thôi. Thì những gì liên quan đến khổ và thoát khổ mới nói, còn những gì không liên quan đến khổ và thoát khổ thì dầu có biết thì một vị giác ngộ như Đức Phật hay đệ tử của Đức Phật cũng chẳng quan tâm làm cái gì, thì nó chẳng có cái ý nghĩa gì cả. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Hạnh Tuệ ạ. Một vị chứng đắc đến tầng thiền nào thì mới đủ điều kiện để chứng đắc sơ quả ạ? Con xin tri ân sư và ban tổ chức ạ. Để mà chứng được đạo quả thì không liên quan đến việc chứng đắc tầng thiền. Chứng đắc đạo quả hoàn toàn dựa trên thực hành thiền tuệ Vipassana, tức là vị đấy quán được danh sắc, quán cái pháp duyên khởi sinh ra danh sắc, và quán sự vô thường sinh diệt của cái thân năm uẩn hay danh sắc đấy, cho đến khi vị đó thấu đạt, thấu triệt hay là thấu ngộ, giác ngộ ra các cái sự thật nó là vô thường, là khổ, là vô ngã đấy, thì vị đó sẽ đoạn trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ ấy. Thì vị đó sẽ chứng được đạo quả. Mà trong cái lúc đang thực hành tuệ quán đấy thì vị đó không có ở trong tầng thiền, mà vị đó đang ở trong cái tâm thiện dục giới, đang tuệ quán, đang quan sát vị đấy. Lúc đấy vị đó đang ở cái sát na định, chứ không ở cận định, mà cũng không ở an chỉ định. Lúc đó vị đã xuất ra khỏi tầng thiền rồi, chứ không còn nhập thiền nữa. Vậy thì một vị khi tu chứng đắc các tầng thiền rồi, vị đấy dùng cái tầng thiền đó làm nền tảng để thực hành thiền tuệ, thiền minh sát thôi. Khi thực hành thiền minh sát đó chỉ có sát na định đi kèm với minh sát trí, chứ không có tầng thiền đi kèm với minh sát. Thì lúc đấy vị đó phải xuất ra tầng thiền. Thì một người chứng vào tầng thiền rồi chuyển sang hành thiền minh sát cũng được. Mà một vị không chứng tầng thiền mà thực hành cận định thôi, thực hành thiền tứ đại ấy, phân biệt đất nước lửa gió, chứng đến cận định rồi chuyển sang phân biệt danh hành thiền minh sát để chứng đạo quả cũng được. Hoặc là một vị đi thẳng vào phân biệt danh sắc bằng cái sát na định đó thì cũng được. Vậy thì cái vị đó chứng đạo quả trong cái giai đoạn vị đó đang tuệ quán của cái sát na định đi kèm với cái tuệ quán đấy, chứ không có phải là nữa vào tầng thiền mà chứng đắc được đạo quả. Tầng thiền không liên quan gì đến đạo quả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Tâm ạ. Kính thưa sư, con có các câu hỏi sau. Con hành niệm hơi thở mỗi ngày một thời vào buổi sáng, khoảng 1 tiếng rưỡi. Con thường xuyên ngồi khoảng đến 1 tiếng là có hiện tượng người lắc lư. Vậy nguyên nhân người lắc lư thường là gì và phải phản ứng như thế nào cho đúng ạ? Cái nguyên nhân mà người mình nó chuyển động này nó có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể là lúc đấy do mình hướng tâm xuống dưới thân này nhiều quá rồi nó bắt vào phong đại, cái tâm của mình nhá, nó cái sự chú tâm của mình liên tục nó tạo ra một cái lực, cái định lực mạnh. Nếu định lực ấy nó mà bắt vào trong cái một cái phần nào đó trên thân này thì cái thân này nó cũng sẽ dao động, và lúc ấy mình sẽ thấy người lắc lư. Cái thứ hai nữa là dù một người đấy mình không bắt vào tứ đại, nhưng mà do cái định của mình nó khá mạnh. Cái định của mình khá mạnh mà lúc đấy mình ngồi nó không được vững chắc, tức là lúc đấy mình thả lỏng cơ thể quá, mà cái tâm thì nó bắt vào trong cái hơi thở hay là trong cái đề mục thiền đó, nó quá là mạnh. Bởi vì cái tâm nó có một chút định, vậy nó cứ sung mãn dần dần nên nó mạnh mẽ, mà lúc đấy cái thân tâm của mình nó trở nên nhu nhuyễn, nó mềm, thân của mình nó mềm mại quá,
thì lúc đấy mình cũng thấy nó có cái sự chuyển động trên thân, năng lưu chuyển động ở trên thân. Vậy cái sự chuyển động ở trên thân đó là rất bình thường, không có cái gì đáng lo ngại. Nhưng nếu như mình thấy nó có sự chuyển động đó thì mình phải có cái sự tác ý là giữ thẳng lưng lên, giữ cái thân nó vững chắc lại một tí là nó hết thôi, chứ không có đáng cái gì đáng lo ngại cả. Mà đó là một cái dấu hiệu là mình tu tốt, có cái định mạnh, cho nên là nó mới có cái sự chuyển động đó. Nhưng mà mình cũng đừng để nó chuyển động quá, vì chuyển động quá thì nó bị dao động. Thì nó bị dao động thì nó sinh ra trạo cử, thân tâm trạo cử thì cái định nó lại kém đi. Nên là mình lúc đấy mình chỉ cần giữ cho cái thân nó vững chãi lên một tí là nó hết. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Diệu Tâm ạ. Khi làm thiện pháp, người ta thường cầu nguyện, ví dụ kiếp sau được sinh thiên giới, được sớm chứng niết bàn. Vậy tâm mong cầu như vậy có gì sai không ạ? Nếu làm thiện pháp mà không nguyện cầu điều gì cụ thể thì phần phước đó có được thành tựu không ạ? Tâm mong cầu với một người chưa đi đến giải thoát, chưa chứng được niết bàn, thì mình cần phải mong cầu mình mới chứng được. Mình có cái tâm khuynh hướng, có cái ước muốn đó thì mình cần phải khởi lên cái tâm mong cầu là đúng. Như khi Đức Phật chưa thành Phật, Ngài làm cái gì Ngài cũng hướng đến mong cầu thành Phật hết. Khi Ngài bố thí cho ai cái gì, Ngài cũng bố thí nhờ công đức này tôi chỉ mong chứng thành Phật quả trong tương lai. Khi Ngài bố thí tài sản cũng vậy, bố thí vợ con nhà cửa cũng vậy, bố thí cả mắt cả mạng sống của mình cũng thế. Ngài cũng luôn luôn nói rằng là những cái thứ này với tôi không phải không quan trọng, nhưng mà cái đạo, cái nhất thiết trí hay là cái trí tuệ toàn giác quan trọng hơn, cái trí tuệ giác ngộ quan trọng hơn. Nên là bố thí cái này để cầu mong trở thành một vị Phật chánh đẳng giác trong tương lai. Thì vậy khi còn thực hành Bồ Tát thì cái vị đấy luôn luôn phải mong cầu. Vậy một cái người nếu như mình chưa chứng được cái đạo quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì mình luôn phải mong cầu điều đó. Nên khi làm cái gì mình cũng phải phát nguyện, bố thí hay là chỉ giới hay là bất cứ nào một cái thiện nghiệp gì đó, mình cũng phải phát nguyện ấy, là cầu mong cho cái thiện pháp này là duyên để chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai, cầu mong cho cái thiện pháp này để được để mình được hưởng những cái phước lành, để tránh những cái điều rủi ro tai nạn. Thì những cái điều mong cầu đấy là chân chánh, là tốt đẹp, là động lực để mình đạt được những cái điều cao thượng. Còn khi một cái người đạt được những cái điều cao thượng đấy rồi thì mới không cần mong cầu nữa. Như là một bậc a la hán bố thí, vị đó đâu có cần là cầu mong cho tôi chứng a la hán nữa đâu, vì đó chứng an an rồi mà. Thế thì Đức Phật vậy, khi Ngài làm một cái việc phước gì đó, Ngài bố thí pháp, giảng dạy Phật pháp, Ngài đâu có nguyện là mong tôi thành Phật nữa, vì Ngài thành Phật rồi. Ngài đâu cũng có nguyện cái gì nữa. Vậy thì một cái vị đã đạt được những cái điều mình mong cầu rồi, đạt được mục đích rồi, thì không cần mong cầu nữa. Còn người chưa đạt được mục đích thì phải mong cầu. Nó khác nhau như vậy. Còn một cái người ngu si, không tin nhân quả, người ta không mong cầu, thì cái việc làm đấy là việc làm ni trí, tức là một cái việc làm không có trí tuệ. Cái người si mà, si đâu có trí, người ta làm, người ta chỉ biết làm thôi. Thế như con trâu nó kéo cày, nó chỉ biết kéo cày, con bò kéo xe, nó chỉ biết kéo xe, nó đâu có phát nguyện được. Nhờ cái công đức kéo cày kéo xe này mong tiếp sau tôi làm người, tôi không phải kéo cày kéo xe nữa đâu. Nó mà biết mong vậy thì sau nó làm người thật. Thì cũng như vậy, một cái người làm việc tốt mà mình không biết mong cầu điều tốt thì đấy là người ngu si. Còn những người có trí thì phải biết mong cầu. Còn những người mà đã giải thoát rồi thì chẳng cần mong cầu gì nữa. Tất cả những cái việc mà vị đó làm nó trở thành, đều trở thành những cái nghiệp vô hiệu quả, tức là cái nghiệp vô ký, là cái nghiệp duy tác, cái nghiệp không để lại quả. Thì chỉ có Đức Phật với các bậc A-la-hán thì mới có cái tâm đó. Còn nếu chưa chứng thành Phật quả với A-la-hán thì phải mong cầu. Dạ thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Hoàng ạ. Con xin đảnh lễ sư ạ. Cho con hỏi là sắp tới nhà con sẽ động thổ xây nhà, vậy trong lúc cúng động thổ con nên đọc kinh gì và soạn lễ cúng ra sao ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cúng động thổ, Đức Phật đâu có dạy một cái bài kinh nào, Đức Phật đâu có dạy là khi mình xây nhà phải lễ động thổ đâu. Mình làm theo cái tục lệ tín ngưỡng dân gian,
Ở thế gian thì mỗi vùng miền, mỗi một nơi có những cái văn hóa cúng lễ khác nhau. Còn những cái bài kinh mà mình có thể tụng thì trong kinh của Phật thì có những cái bài kinh bảo hộ ấy, là những cái bài mà mình có thể nên tụng, như là tụng kinh phước lành để mình có được phước lành, tụng kinh châu báu, tụng kinh từ tâm, tụng những cái kinh những cái, nói chung chung là 11 bài kinh bảo hộ đấy, có thời gian tụng hết cả 11 bài đấy là được, cũng không quá dài, chưa đến 1 tiếng là cũng sẽ tụng xong hết, tụng bằng tiếng Bali cũng được, bằng tiếng Việt được. Thì thế thôi, mình thắp hương lên rồi là có một cành hương hoa, đèn nến, trái cây, là sắp lên là có thể đọc hết bài kinh đấy, vậy là xong. Và hồi hướng cái công đức của cái việc tụng kinh lễ Phật, thọ trì tam quy ngũ giới, bố thí cúng dường, làm cái thiện đó đến tất cả chúng sinh hữu hình vô hình sống ở nơi này đều được an vui. Vậy đấy là mình đang tạo phước, tức là mình làm một cái việc gì đó mà nó tạo ra phước lành, tạo ra công đức, rồi mình chia phước đó đến cho mọi người đã quá vãng ở trong nhà mình và người hiện tại và tất cả chúng sinh. Rồi mình cầu mong cái phước lành đó sẽ làm cái duyên để cho cái công việc mình làm cái ngôi nhà đó được tốt đẹp, thế là được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Giác Trúc Nhân ạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính đảnh lễ và tri ân quý sư. Xin sư cho con lời chỉ dạy hàng ngày mình cần thực tập những pháp nào để chứng sơ quả Tu Đà Hoàn ạ. Khi chứng sơ quả thì mình có biết là mình chứng đạt rồi không ạ, hay phải có thầy chỉ ra ạ? Mình nên thực tập tiếp những pháp đó để chứng thánh quả A-la-hán hay thực tập những pháp khác nào ạ? Xin sư chỉ bày cho con và mọi người ạ. Con xin tri ân quý sư ạ. Muốn chứng được đạo quả đấy thì mình cần phải thực hành tuần tự theo giáo pháp, như thực hành giữ giới. Đầu tiên là mình thọ trì tam quy ngũ giới nhá, vẫn chưa đủ để chứng đạo quả, mà phải thọ nếu là Phật tử tại gia thì phải thọ thêm bát quan trai giới. Hoặc là nếu như mình khao khát muốn chứng đắc giải thoát như vậy thì hãy thực hành theo hạnh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình đi, chứ nếu mình còn tham ái, còn vướng bận cái đời sống thế tục thì làm sao chứng đạo quả được. Cũng có thể có nhưng rất khó. Vậy mình phải có thời gian mà có thể giữ được giới một cách thanh tịnh, giữ giới về phòng hộ các căn, giữ giới về nuôi mạng thanh tịnh, giữ giới về chi túc trong các cái vật dụng. Tức là có thể giữ giới một cách thanh tịnh được rồi thì lúc đấy đến bước thứ hai là thanh tịnh tâm, thực hành những cái pháp thiền định như thiền hơi thở hay thiền rải tâm từ, thiền niệm xác chết, thiền bộ xương, ba hai thể trược, tứ thiền bát định, 10 Kasina. Thì đó mình có thể thực hành được những cái pháp thiền đó cho đến khi chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Nên là phải làm cho cái tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh, ni được 5 triền cái, không còn tham dục, không còn sân hận, không hôn trầm thủy miên trong hối hoài nghi nữa. Thì lúc đấy lại bước sang thực hành thiền tuệ quán vipassana, phân biệt ra được thân tứ đại đất nước lửa gió này, rồi phân biệt ra được các cái tâm tâm sở, hay còn gọi chung là thọ tưởng hành thức đấy, các cái phân biệt được danh sắc, rồi lại phân biệt được duyên khởi vô minh sinh nên hành sinh, thức sinh danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ sinh đó, nên lại phân biệt được cái tính vô minh diệt hành diệt đó, cho đến giả chế sầu bi khổ như não diệt đó, rồi mới thấy ra cái tính sinh diệt của thân tâm này, thấy nó là vô thường của vô ngã. Tức là khi nào mình tuệ quán được cái pháp chân đế của danh sắc đấy, thấy được sự vô thường của vô ngã của nó và phải thực hành như thế. Nhưng cái này nó còn đòi hỏi là mình có đủ ba la mật không. Nếu mình có đủ ba la mật rồi thì mình mới đoạn trừ được những phiền não. Ví dụ đang tuệ quán như thế, mình có thể đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi giới cấm thủ thì chứng được sơ quả. Khi chứng được đạo quả thì cái tuệ phản kháng nó khởi lên, mình đã chứng được đạo quả. Khi chứng được đạo quả thì tự mình sẽ biết được. Nhưng cũng có những người ngộ nhận ấy, mình thực hành nhờ ợt, mình không có thấy
danh sắc mà mình tưởng là thấy danh sắc, mình không có thấy duyên khởi, mình tưởng thấy duyên khởi, không chứng đạo, tưởng chứng đạo. Vì vậy cho nên là cái sự con đường tự thực hành nó không đảm bảo. Vậy nên là phải thực hành có vị thầy có đi trước chỉ dạy, vị thầy phải có cái kinh nghiệm như vậy chỉ dạy thì mình vị đấy mới biết được cái người này có chứng thật hay chứng giả. Nên còn tùy theo. Còn mình tu tập chứng sơ quả rồi mình không hài lòng, mình vẫn tiếp tục thực hành thiền tuệ quán nữa, quán thân năm uẩn này không là vô thường của vô ngã nữa, thì dần dần lại chứng lên nhị quả, tam quả, tứ quả. Nên khi nào mình thấy không còn một chút nào lại về ái dục, về sân hận nữa, về si mê, về tà kiến nữa, tâm tham sân si phiền não mảy may nó không khởi lên nữa, thì mình mới chắc chắn chứng đạo quả. Nhưng còn những một mảy may phiền não nó khởi lên thì là chưa chứng. Thì đấy là cái căn cứ vào đấy để mình biết khi chứng đạo quả thì nó phải đoạn trừ những cái phiền não như vậy. Và nếu mình còn khởi lên phiền não như vậy thì chưa chứng đạo quả. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Mai Đào ạ. Con kính thưa sư, giảng cho con hiểu cư sĩ tại gia mà chưa bỏ được thuốc lá thì phạm như thế nào ạ? Con xin sư chỉ dạy để từ bỏ được thuốc lá ạ. Thuốc lá thì nó cũng giống như là các cái chất say nghiện, tức là khi mình hút thuốc lá mình cũng bị nghiện thuốc lá đấy, thì nó có thuộc vào giới thứ năm, không uống rượu và các chất say, các cái chất say nghiện đó thì mình cần phải thọ trì cái giới thứ năm đó, thì mình chỉ còn khởi lên cái ý chí để mà ấy thôi, cái việc giữ giới đấy thì giữ giới bằng cái ý chí đó là mình quyết tâm từ bỏ, tránh tránh xa thuốc lá, không được đến gần thuốc lá nữa. Tất cả có cái thuốc lá gì có ở gần mình thì mình cần phải buông bỏ nó đi, phải đốt đi, phải vứt đi, phải quăng đi, không được tàng trữ nó ở trong mình nữa, mình không mua bán nữa, mình không sử dụng nó nữa, mình ngăn ngừa, mình tránh né coi như thuốc độc ấy. Suy xét đến những cái đến cái sự nguy hiểm của nó, mình buông bỏ nó thì rồi mình sẽ buông bỏ được thôi. Ý chí quyết tâm của mình cao thì mình sẽ buông được, khởi lên cái ý là thà có bị mất tài sản ta không hút thuốc lá, ta thà có bị tổn thương đến thân thể ta không hút thuốc lá, hoặc là mình phát nguyện ta thà chết ta cũng sẽ không hút thuốc nữa, thì nó thì sẽ bỏ được. Mình phải khởi lên cái ý chí, cái quyết tâm, cái quyết đoán mạnh mẽ thì từ bỏ được, cái tâm mà yếu đuối thì không bỏ được. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Kim Liên ạ. Dạ, con có thắc mắc sau khi xuất gia ở chùa Phúc Minh thì các sư có còn được sử dụng điện thoại di động không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Tất cả mọi hành giả đến chùa Phúc Minh đều phải gửi điện thoại ở tại văn phòng, tức là có văn phòng giữ điện thoại giúp cho cái vị tiền sinh đó. Cả các vị sư xuất gia cũng phải gửi điện thoại ở tại văn phòng đó, và văn phòng lúc nào cũng có người trực và sẽ giữ gìn cái điện thoại đó giúp cho các sư cũng như các tất cả tiền sinh đến chùa Phúc Minh hành thiền. Đều thế, không ai được dùng điện thoại riêng ở trong người, ở trong cốc, thì điều đó nó ảnh hưởng đến việc hành thiền. Nhưng vị đó được dùng điện thoại một cách có giới hạn, ví dụ như là đến cái ngày thứ bảy hay chủ nhật đó, thì vị đó có thể đến văn phòng mượn điện thoại trong một khoảng thời gian ngắn thôi, để vị đó liên lạc với những ai cần phải liên lạc, với những việc gì cần liên lạc thì vị đó có thể lên văn phòng mượn một chút, liên lạc xong lại gửi lại văn phòng. Và chỉ được dùng điện thoại dưới hình thức có giới hạn như vậy, có hạn chế như vậy, chứ cũng không bắt vị đó phải từ bỏ điện thoại hoàn toàn, nhưng mà cũng không cho phép một vị nào được giữ điện thoại một cách tự nhiên thoải mái như ở nhà được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Con kính lễ sư ạ. Sư cho con hỏi, thế nào là lạc thọ thuộc vật chất? Thế nào là lạc thọ không thuộc vật chất? Thế nào là khổ thọ thuộc vật chất? Và thế nào là khổ thọ không thuộc vật chất ạ? Con cảm ơn sư ạ. Lạc thọ thuộc vật chất là những cái gì mà mình được những cái vật chất gì đó mà mình sinh ra cái tâm hỷ lạc thích thú ấy. Ví dụ như ai cho mình tiền, ai cho mình quần áo, cho mình thức ăn, cho mình vàng bạc, cho mình những cái nó thuộc về vật chất,
và mình cảm thấy thích thú với điều đó thì đó gọi là lạc thọ thuộc về vật chất. Còn có những cái lạc thọ nó không thuộc về vật chất, ví dụ như có người người ta không cho mình vật chất mà người ta cho mình về tinh thần, ví dụ người ta khen mình một câu hay là người ta động viên người có cái sự khích lệ gì đó về tinh thần mà mình cảm thấy hỷ thụ hỷ lạc và thích thú, hay là khi mình nghe giảng pháp mình cảm thấy hoan hỷ với pháp, hay là một cái người thực hành thiền mình cảm thấy có hỷ có lạc nó sinh ra trong lúc hành thiền, trong lúc tu tập ấy, thì cái đấy là gọi là lạc thọ không thuộc về vật chất. Còn khổ thọ thuộc về vật chất là khi vì cái vật chất nào đó mà mình đau khổ, ví dụ như cái đồ dùng mình nó hỏng mình đau khổ, hay là mình bị mất mát về tài sản vật chất rồi mình sinh ra đau khổ, đấy là khổ thọ thuộc vật chất. Có những cái khổ thọ nó không thuộc về vật chất, nhưng mà mình không mất mát về tài sản gì cả, nhưng mà mình bị người khác người ta mắng chửi gì đó, tự nhiên mình sinh ra cái sầu bi ưu não, mà do không phải là mình mất cái gì mà do mình có một cái sự một cái lời nói nào đó của ai người ta tác động vào khiến cho mình bị phiền não, thì đấy là khổ thọ không thuộc về vật chất. Thì đấy là bốn cái loại cảm thọ như thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đức Mạnh ạ. Thưa sư, con là người hay suy nghĩ, miên man, gặp vấn đề gì là tự suy diễn, tưởng tượng, liên hệ vấn đề đó đến quá khứ, tương lai, luôn phân tích, nhận xét đánh giá những vấn đề đó. Khi con đi đứng, làm việc thì con cố gắng chú tâm vào công việc đang làm, nhưng những suy nghĩ linh tinh nó tự động hiện trong đầu mà con không hề tác ý đến nó. Con nghe bài pháp của sư thì con biết con là người có tánh tư duy rất mạnh. Chính vì tánh này khiến con bị bệnh tâm lý lo âu quá mức. Con cũng thực hành pháp thiền hơi thở nhưng tâm cũng rất tán loạn, khó định tâm được. Con xin sư tư vấn cho con pháp môn thiền phù hợp và thiền trong cuộc sống như thế nào để thay đổi được tánh này. Con xin tri ân sư. Cái tánh nó mà tư duy nó phân tích quá nhiều như vậy thì mình có thể thọ trì hay thực hành một cái pháp thiền nó cao hơn, nếu như mà thực hành được thiền tuệ thiền quán thì mình hóa giải được những cái tâm lý này dễ, nhưng mà lại thành tựu được cái pháp thiền tuệ thiền quán đấy thì lại rất là lâu và rất là khó, và đòi hỏi phải có một cái thời gian dài chuyên tu thâm sâu miên mật thì mới đạt được. Nhưng nếu mà đạt được một cái cách mà phân biệt ra được danh sắc, tức là phân biệt ra được tâm tâm sở về, hay là quán được cái sự vô thường của vô ngã trên cái danh sắc ấy, thì hết ngay, thì có thể đoạn trừ được những cái tư tưởng tâm lý này. Nhưng mà bây giờ cái pháp này thì lại cần phải thực hành rất là chuyên sâu và rất chuyên môn cơ. Còn nếu mà thực hành trong cuộc sống hàng ngày mà thực hành được cái pháp này thì cũng phải thọ trì một cái pháp gì đó trong một thời gian khá dài mới mới có thể quán được. Thì có cái quán mà ngắn gọn nhất để nhanh chóng nhất thì có thể quán về cái niệm về tử thi, niệm về xác chết, sau đó niệm về sự chết trên mình, niệm về xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh, tưởng tượng ra cái xác đó, sau đó để mình quán là chắc chắn ta sẽ chết 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 chết, rồi mình tưởng tượng cái thân mình nó cũng chết, sau đó mình tác ý buông bỏ buông xả hết nó đi, trên đời mọi cái chuyện được mất hơn thua khen chê yêu ghét gì gì thì nó cũng không quan trọng nữa, vì khi mình chết đi mọi cái nó trở nên vô nghĩa hết, thì đừng có quá quan trọng vào những cái được cái mất cái khen cái chê, đừng quá quan trọng vào những cái chuyện tình cảm gì ở trên cuộc đời, thì có thực hành như vậy nó cũng sẽ giảm bớt đi, nó sẽ giảm bớt đi một cái phần nào đó. Thì đấy là cái cách thực hành ngắn gọn nhất mà nó sẽ chế ngự được tạm thời. Còn để mà chế ngự được lâu dài thì phải thực hành được cái pháp thiền tuệ cơ, phân biệt ra được tứ thân tứ đại trong theo như cái bài kinh hôm nay mà thực hành được thì mới hết được những cái đó. Còn chế ngự được nhanh chóng nhất thì niệm về sự chết trên mình thì nó cũng giảm bớt nhanh hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả QT ạ. Kính bạch sư, sư cho con hỏi chùa sư có tổ chức thọ tỳ khưu nội bộ không ạ? Và từ giờ đến hạ có tổ chức giới đàn nào không ạ? Con cảm ơn sư đã trả lời câu hỏi.
thọ bất cứ một cái pháp gì thì phải trải qua một thời gian để thực phải tập sự. Nên là mình đã muốn thọ giới xuất gia thì mình phải buông bỏ được cái đời sống tại gia, rồi bắt đầu đến chùa đấy để mình tập sự một thời gian, mình thấy mình có phù hợp với cái môi trường, với cái pháp tu ở chùa đấy không, sau đó mình hãy xin đi xuất gia. Còn những cái vị thầy ở đấy sẽ thọ giới cho mình thì còn tùy vào cái khả năng của mình. Ví dụ như là sẽ xem cái năng lực học của mình học cái giới luật, những nghi thức của người xuất gia nó có nhanh chóng không, xem cái đạo tâm của mình, cái sự tu tập của mình nó có thành tâm không, có thành thật không, cái niềm tin của mình nó có chân thật không, hay là mình chỉ xuất gia chơi chơi. Thì còn căn cứ vào nhiều cái, hay là cái sự thực hành pháp, vào cái pháp học và cái pháp hành của mình, xem mình hành nó có cái sự tiến bộ không nữa, thì phải căn cứ trên nhiều phương diện thì lúc đấy mới nên thế phát xuất gia. Còn cái việc xuất gia đấy mình không nên mà không 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 nên hỏi về cái thời gian nào xuất gia như vậy, mà mình nên có cái sự có cái thời gian để tập sự trước. Còn cái chuyện xuất gia sẽ đến sau, đến một cách tự nhiên, giống như là gieo nhân thì nó sẽ cho quả. Dạ, con kính thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin chuyển buổi sau ạ. Mọi người hồi hướng. Idam me bunyam asawa kazam mahamodu idam me bunyam nibbanasa bachazo hotu mama punya bagam sabasathanam pachemi Desabe medamam punyabhagam nabandhu sadhu sadhu sadhu.